Tôi là Trần Quyền, năm nay 67 tuổi. Trước đây tôi là bộ đội Cục Chính trị Quân khu 5. Sau đó tôi giải ngũ và tôi về làm công nhân của công ty xe khách Thống Nhất Hà Nội. Và sau khi nghỉ hưu thì tôi đã tham gia câu lạc bộ ca khúc đồng đội. Tôi năm nay thì cũng đã 67 tuổi rồi. Tôi cũng muốn thể hiện cho các con cháu tôi là đấy, ông là vẫn rất là trẻ trung và rất là phong độ. Mọi người hãy bình chọn cho tôi Trần Quyền với mã số 03. Phần dự thi của thí sinh Bùi Trần Quyền với bài hát Những Ánh Sao Đêm. Và bây giờ xin là phần nhận xét chính thức từ phía nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, tác giả của ca khúc này. Trước hết xin cảm ơn Quyền
Và nói thật là ở đây là dám trèo lên lưng cọp đấy. Dám hát bài của ban giám khảo là đúng là trèo lên lưng cọp. Đêm nay thấy là có hai người dám trèo lên cọp. Hát thì 67 tuổi mà còn dám leo cao cao mãi mà đứng. Giọng tương đối, nhưng mà có lẽ ngồi trên lưng cọp thì hơi run run một tí. Thế là chúc mừng anh cố gắng tập thế nào mà bớt run thì là cái giọng hát nó trong trẻo hơn. Hết. Dạ, xin được cảm ơn nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu rất nhiều. Quý vị có thể ủng hộ cho thí sinh Bùi Trần Quyền bằng cách là soạn tin nhắn với mã số 03 gửi về cho tổng đài 8534.